kính chào trước vị đào hữu đến với tù điểm thính phòng hòa thị tiên thành mời quý vị nghe tiếp bộ truyện tiên công khai vật tác giả của chân nhân chương 301 vòng thi cuối chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ Phí tư tích cực phối hợp Ông ta cho rằng Thủy Thiếu Khách rõ ràng là nhân tài của bất công môn Nếu không phải do trận chiến với Thích Bạch Gã ta không có lý nào Lại liều mạng cứu Tô Linh Đồng như vậy Bất công môn là kẻ địch chung Của cả Chu huyền Tích đã mong vị Việc điều tra bất công môn vừa hay Có thể khiến Chu gia hao tổn tinh lực và thời gian Một công đôi việc Ông ta là có lý gì Mà không hợp tác chứ Hai ngày sau Chu Trầm vội vàng tìm đến Chu huyền Tích Báo cáo hai kết quả điều tra của mình Bên phía Phu Thanh Chu đã kiểm tra số lượng thương hạ như y tác Phát hiện ra rất nhiều sợi tơ phủ vân Qua điều tra Xác định được một số loại sợi tơ trong đó Là đặc sản của Phi Vân Quốc Tuy ta không tra ra được manh mối Về vạn lý du Long, Nhưng lại phát hiện Có rất nhiều tu sĩ đang âm thầm hành động Tìm mọi cách liên lạc với Long Hoan Hỏa Linh Qua điều tra sâu hơn Ta xác nhận những tu sĩ này Đều là người của Mông Giang Chu Huỳnh Tích nhớ mày Kết quả điều tra thứ nhất của chu Trâm Ông ta không mấy quan tâm Nhiều nhất cũng chỉ là một bằng chứng để cảnh giác Phát hiện thứ hai của chu Trâm mới là trọng điểm chu Huỳnh Tích chỉ suy nghĩ một lát Lập tức hiểu rõ Xem ra mông vị đã sớm biết bí mật của Long An Hỏa Linh Như vậy e rằng Hắn vẫn luôn giấu bài Chưa hề dốc toàn lực đối phó với Thú Triều Mông vị dựa vào thuật thôi diễn Đã nhìn ra bí mật của Long An Hỏa Linh từ trong khí vận nhưng lại giấu giếm tới tận bây giờ Hiện tại thông qua việc điều tra kim lô số 2 Chu huyền tích như đi một vòng tròn Rốt cuộc cũng nhìn ra được phần chân tướng của mông vị Tốt, tốt lắm Qua nhiên là mông gia đào mưu túc trí Chu huyền tích ngờ đâu Nhìn đến tầng mây trùng vân phù điệp trên đỉnh đầu Thời khắc này trong lòng của ông ta tràn đầy phấn nộ Đám trừ hầu đại tộc này Nhưng ngày sau đó Chu huyền tích lại đè nén phấn nộ xuống đáy lòng Ông ta bảo Chu Trâm tiếp tục tìm kiếm vạn lý du Long Còn bản thân thì truyền tin Liên lạc với mông vị yêu cầu gặp mặt Mông vị ra tay Tiếp ứng Chu huyền tích Ông ta đến gặp mình Hiện tại có hai con yêu thú xích diễm cấp nguyên anh Tham gia thú triều Thường xuyên ẩn hiện Dùng nhàm tiên cung gần như trở thành một hòn đảo hoang Một tu sĩ kim đan như chu huyền tích Muốn một mình ra vào tiên cung Nhất định phải liều mạng Chỉ có mông vị ra tay hỗ trợ Ông ta mới có thể bình an vô sự Chu huyền tích gặp mông vị Giả vờ như không hề hay biết Về hành động lén nút của mông vị sắc mặt nghiêm trọng Vừa mở miệng đã nói tới tình thế nguy cấp Long an hỏa linh có dị tâm Muốn đào tổng Mông vị tỏ vẻ kinh ngạc Nhưng trong lòng lại giật thót Đoán chừng chu huyền tích đã biết được hành động của mình Chu huyền tích biết rõ mông vị Đang âm thầm hành động Lại giả vờ như không biết Mông vị đoán chu huyền tích đã biết Cũng giả vờ như không hay biết Cả hai bên đều hiểu rõ Đối phương đang diễn kịch nhưng cũng đều cam tâm tình nguyện diễn tiếp chu huỳnh tích nói hiện nay núi lửa vun trào nguy hiểm trùng trùng chỉ cần sơ sẩy một chút thì toàn bộ thiên thành vô số dân cư đều sẽ bị hủy diệt lòng hoàn hỏa linh pháo kích hỏa thị sơn chính là muốn dùng đại cục để uy hiếp chúng ta tạo cơ hội đạo tộc từ hôm nay trở đi phong tỏa không gian nghiêm cấm mọi loại thuật pháp truyền thống trong phạm vi mười dặm khởi động pháp trận trong độ phủ quan sát thiên địa theo dõi mọi động tĩnh của nguyên anh đề phòng yêu thú nguyên anh tập kích hòa thị tiên thành mông vị tỏ vẻ do dự phong tỏa không gian quan sát thiên địa đều là thủ đoạn cuối cùng của hộ thành đại trận sử dụng quá sớm hao tâm tổn trí tốn linh thạch quá nhiều chúng ta sẽ rơi vào cảnh khốn cùng không còn sức chống đỡ chu đại nhân vì sao lại muốn dùng đến những thủ đoạn này vào lúc này chu huyền tích mỉm cười lấy ra một tấm vương lệnh cố ý để lộ ra Ta không cần phải giải thích với người Mông đại nhân Người có việc phối hợp là được Đồng từ của mông vị hơi co lại Dù là cương giả nguyên anh Cũng không thể làm trái vương lệnh Mông gia là một trong những trụ cột của Nam Đậu Quốc Mông vị là trọng thân triều đình Tự nhiên có nhiều ràng buộc Với vương thất chủ gia Vương lệnh trong tay chu Huỳnh tích không thể nào là giả Gặp lệnh như vua Mông vị không muốn làm trái Chỉ đành thở dài Ta tuy bất đồng quan điểm với chu đại nhân nhưng đại nhân đã kiên quyết như vậy Lại còn lấy vương lệnh ra Ta đành phải tuân theo Chỉ là sau khi chuyện ở dung nhàm tiền cung kết thúc Lão Phu nhất định sẽ bẩm báo Toàn bộ sự tình lên trên Mong chu huyền tích đại nhân đương trách tội Đó là đương nhiên chu huyền tích nói xong Vương lệnh trong tay chính thức có hiệu lực Lập tức khóa tình điểm sáng tiêu tán theo gió Vương lệnh vô cùng chân quý Có hiệu quả rất mạnh Dùng một lần liền hao tổn một tấm Chu huyền tích làm vậy là vì muốn ngăn chặn vạn lý du lòng bằng mọi giá Ông ta đương nhiên biết việc khởi động hộ thành đại trận Sẽ hao tổn rất nhiều Ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm Nhưng ông ta không thể làm như vậy Mà về chuyện liên quan tới vạn lý du lòng Chú huyền tích không hề đề cập với mông vị Trước đó Mông vị giấu giếm ông ta chuyện về Long ngoan hỏa linh Hiện tại Chu huyền tích cũng che giấu mông vị Về sự tồn tại của vạn lý du lòng Muốn hai bên thẳng thắn Hợp tác chân thành Không phải là không thể chỉ là quá khó khăn Đúng như chú huyền tích dự đoán Thi đỉnh vòng 2 đã đi đến hồi kết Sau 37 đạo đề thi Đã chính thức kết thúc Danh sách chiến tích thi đỉnh trong vòng 2 Được công bố ngay tại chỗ Chúng tù sĩ được không cảm thấy bất ngờ Bọn họ vừa tham gia thi đỉnh Vừa âm thầm thống kê Bởi vì phần lớn thời gian Mười đấu trường đều có thời gian để quan sát Lại có tù sĩ thay phiên nhau nghỉ ngơi Đứng dưới đài quan sát toàn diện cho nên kết quả của đại gia số trận đấu Đều có thể trả ra được Dù không thể điều tra Thì thông qua sự chênh lệch về thực lực hai bên Cũng có thể suy đoán ra kết quả Điều mà các tu sĩ không biết Chính là cách thức kết hợp chiến tích thi đình vòng 2 Với tổng điểm hiện tại Chiến tích thi đình vòng 2 Chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng điểm Cách thức tính toán cụ thể thế nào Bọn họ không rõ Thời khắc căng thẳng nhất đã tới Danh sách xếp hạng tổng điểm được công bố vị trí thứ nhất chu Huỳnh tích vị trí thứ hai thư trung quân vị trí thứ ba trịnh đàn liêm vị trí thứ tư bồng già tù sĩ giáp vị trí thứ năm trịnh song câu vị trí thứ sáu chân truyền kim đan tử tiêu các vị trí thứ bảy ninh tiểu phạm vị trí thứ tám dương thiền ngọc vị trí thứ chín nhập môn tiêu chuẩn vị trí thứ mười chu lộng ảnh vị trí thứ mười một ninh chuyết vị trí thứ mười hai mông trùng Vị trí thứ 13 Tống Phúc Lợi Theo quy định thi đỉnh vòng 2 sẽ loại bỏ 10 người Chỉ còn lại 13 người bước vào thi đỉnh vòng 3 Kết quả vừa được công bố Các tu sĩ trước quảng trường Trước chính điện Sắc mặt mỗi người một vẻ Người bị loại thì ô áo Người lọt vào vòng trong thì thơ vào nhẹ nhõm Không còn căng thẳng như vậy nữa Nghiên cứu kỹ càng danh sách Sẽ phát hiện ra có rất nhiều điều thú vị Vị trí thứ nhất với chú Huỳnh Thích đây là điều mà mọi người đã dự đoán trước Chu huyền Tĩnh vốn đã có thành tích cao nhất Thi đình vòng 2 cũng giành được rất nhiều chiến thắng Vị trí thứ hai là Thư Trung Quân Cũng dễ hiểu Xét cho cùng trong danh sách thành tích ban đầu Thư Trung Quân đã đứng đầu Lần này các biểu hiện cũng rất tốt Trong thi đình vòng 2 Chỉ là thua Chu huyền tích quá nhiều mà thôi Hai vị kim đàn trịnh già Lần lượt xếp hạng 3 và hạng 5 Quả nhân là lấy gia tộc luyện khí làm chủ có rất nhiều ưu thế trong việc chế tạo cơ quan đại diện trong bông già chỉ có tu sĩ ngoại viện xếp hạng thứ tư và thiên tài luyện khí bông trùng xếp hạng 12 biểu hiện khá ảm đạm kim đan chân truyền từ tiêu các chiếm vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng mọi người cũng không thấy bất ngờ từ tiêu các thái thanh cung đều là đại phái siêu cấp có thể phái cả chân truyền kim đan tới cạnh tranh trước công chủ chắc chắn là đã cẩn thận lựa chọn từ vị trí của chân truyền từ tiêu khác có thể phỏng đoán được vị trí của chân truyền thái thanh cung nếu gã không chết e rằng cũng sẽ có mặt trong danh sách này xét về mặt nào đó rất nhiều tu sĩ trên bảng xếp hạng đều phải cám ơn trịnh đan liêm ninh tiêu phạm ninh tuyết cùng nhau lọt vào vòng trong tiêu chuẩn nhập môn dương thiền ngọc cũng vậy xét về thành tích tổng thể bất công môn và ninh ra không sai biệt lắm có tu sĩ nhìn thấy đây lên cảm thán công lao to lớn của ninh chuyết ở giai đoạn sau hắn đánh trọng thương kim huyết chiến viên đại thắng khiến chiến tích của tô linh đồng nhập môn tiêu chuẩn tụt dốc không phanh cuối cùng chỉ xếp hạng chín chu lộc ảnh rơi xuống vị trí thứ 10 điều này có chút xấu hổ từ góc độ này chu gia chính là phe chịu tổn thất nặng nề nhất trong vòng thi đỉnh thứ hai chu trụ và chu trạch thâm đều đã bị loại chỉ còn lại một mình chu lộc ảnh trên thực tế Số lượng tu sĩ kim đàn bị loại cũng rất nhiều Ví dụ như chu trầm của vương thất chu gia Các tư biết mình sẽ bị loại Nên sớm đã rút lui Không còn dồn tâm sức vào thi đình Mà chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ Mà chu Huấn tích giao phó Lại ví dụ như Hai vị tu sĩ kim đàn chân truyền Vân thường cũng bị loại Trong số kim đàn bông ra Cũng có rất nhiều người bị loại Thi đình vòng hai xoay quanh việc tranh đấu bằng cơ quan Đồng thời áp chế tu vi Của tất cả xuống cấp luyện khí khiến chiến lược chênh lệch về tu vi bị giảm thiểu tới mức thấp nhất. Nhìn chung, phần lớn đều là tu sĩ kim đàn, tu sĩ trúc cơ chỉ có một mình tu linh đồng, tu sĩ luyện khí chỉ có đình truyết và mông trùng. Mông trùng sở hữu tiên tư, điều này đã được thể hiện rõ ràng trong thi đình vòng 2. Trên đấu trường, rất nhiều đối thủ đã chủ động nhận thua cho gã, ngay cả tu sĩ kim đan mông già cũng vậy. Từ góc độ này, có lẽ chính là vì muốn nâng đỡ mông trùng nên lực lượng kim đan của mông già mới bị hao tổn nhiều như vậy Xếp hạng của Ninh Chuyết lại cao hơn mông trùng một bậc Chúng tu sĩ ban đầu rất kinh ngạc Nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại Ninh Chuyết đã thể hiện phong độ phi phạm trong thi đình vòng 2 Hắn nên trọng thương kìm huyết chiến viên đại thắng Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người Ngô hành tiểu thốt, Tuy nhìn có bình thường Nhưng lại rất cân bằng Không có nhược điểm rõ ràng Số người chiến thắng Ninh Chuyết không nhiều Chỉ cần giao đấu với hắn Đều có thể chân chính cảm nhận được Sự lợi hại của vị thiếu tiên thiên tài này Cộng thêm việc tiên tư của Ninh Chuyết Vẫn chưa được kiểm chắc Còn tiên tư của Mông Trùng bị áp chế Mọi người càng thêm mơ màng về tư chất của Ninh Chuyết Ninh Gia lại xuất hiện một vị thiên tài ưu tú Tuy rằng chủ mạch và chi mạch Ninh Gia rất mâu thuẫn Nhưng Ninh Chuyết đã được Ninh Tiểu Phạm coi trọng Tương lai tiền đồ vô lượng Hắn có thiên tư như vậy Mấy chục năm, mấy trăm năm sau nhất định sẽ trở thành nhân vật quan trọng của hòa thị tiên thành danh tiếng của ninh chuyết vang xa mà mọi người không biết rằng thứ hạng thực tế của ninh chuyết còn cao hơn thế chỉ là một ngày sau đó vòng sáng truyền thống đã đưa 13 ba tu sĩ tới quảng trường trước chính điện vòng thi thứ ba bắt đầu dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cánh cổng chính diện sau hàng trăm năm yên tĩnh chậm rãi mở ra cửa chính tràn ngập linh khí ngũ hành ngưng tụ thì một vòng xoáy linh khí rực rỡ sáu màu một cỗ lực lượng cường đại từ trong vòng xoáy tỏa ra bao phủ tất cả tu sĩ ở đây chương 3.02 hai truyền cơ bí các bị cửa chính điện đột ngột hút vào tầm mắt của ninh chuyết thay đổi dữ dội trước mắt chỉ còn lại một mảnh ngũ sắc hỗn loạn hắn cảm giác mất trọng lượng và choáng váng ập đến ninh chuyết nhận ra cảm giác quen thuộc này lần trước khi tôn linh đồng thi chuyển thuật xuyên không Mang theo hắn truyền thống Cũng chính là cảm giác này Đột nhiên hai chân của Ninh tuyết chạm đất Khung cảnh ngũ giác hỗn loạn trong mắt biến mất Hắn lập tức nâng cao cảnh giác Đưa mắt nhìn xung quanh Bức tường đồng đỏ Không khí nóng bức Cùng với trần nhà màu vàng kim Khung cảnh có chút quen thuộc Khiến hắn cứ ngỡ mình một lần nữa hồn nhập tiên cung Nhưng khác với lần hồn nhập trước Lần này Ninh tuyết tiến vào Bằng cả thân xác lẫn hồn phách Thông tin mới được truyền vào tâm trí vòng thi thứ ba dung nham tiên cung các thí sinh sẽ tiến hành thăm dò bên trong truyền cơ bí các tiếp nhận thử thách từ mỗi cơ quan trong các căn phòng đặc biệt vượt qua sẽ nhận được phần thưởng tương ứng cuối cùng người tìm được đường đi chính xác thoát khỏi truyền cơ bí các tiến vào chính điện ngồi lên vương tọa sẽ trở thành cúc chủ dung nham tiên cung lưu ý độ khó của các căn phòng cơ quan là khác nhau lưu ý trong quá trình thăm dò truyền cơ bí các và đặt chân lên chính điện tiên cung Tùy vì của tất cả thí sinh sẽ bị áp chế ở luyện khí kỳ. Lưu ý, nghiêm cấm sử dụng pháp khí đan dược mang theo bên người, người vi phạm sẽ bị loại. Lưu ý, tu sĩ được phép sử dụng các loại đạo cụ được cung cấp bên trong bí cáp và được phép sử dụng pháp thuật. Uy lực pháp thuật sẽ bị áp chế ở cấp độ luyện khí. Lưu ý, các cơ quan tạo vật trong mỗi cửa ải đều có thể được sử dụng vô điều kiện trong quá trình thám hiểm. Cứ mỗi 36 căn phòng được thám hiểm Truyền cơ bị các sẽ tiến hành tiểu truyền cơ Cứ mỗi 108 căn phòng được thám hiểm Sẽ tiến hành đại truyền cơ Thí sinh có thể dục ý niệm hỏi thăm bằng xếp hạng bất cứ lúc nào Và có thể lựa chọn nhận thua Một khi nhận thua Sẽ lập tức bị truyền tống rời đi Bảng xếp hạng thi đỉnh sẽ được cập nhật liên tục Và thông báo cho tất cả mọi người tham gia Một lượng lớn thông tin ập đến Khiến Ninh Chuyết phải dừng lại Cẩn thận nghiền ngẫm một lúc mới bắt đầu hành động Hắn đưa mắt nhìn xung quanh Nhận ra mình đang ở căn phòng cơ quan đầu tiên Căn phòng rất bình thường Chỉ có một cái đài án ở giữa Trên đài án được bao phủ bởi một lớp cột sáng Bên trong đặt một đạo cụ cơ quan Đó là một vòng tròn bằng gỗ Bề mặt vòng tròn khá thổ giáp Được khảm mười 18 mảnh thủy tinh hình thoi Các mảnh thủy tinh được phát ra ánh sáng xanh tím nhạt Chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút Màu sắc của chúng sẽ biến ảo Trông rất tinh xảo thượng điếu hoàn nhìn thấy nó ninh chuyết bất giác có cảm giác như được trở về quá khứ hắn cẩn thận kiểm tra xung quanh dùng đủ loại pháp thuật dò xét xem có bẫy dập gì không sau khi chắc chắn an toàn mới đưa tay lấy thượng điếu hoàn cô sáng bao phủ đài án lập tức biến mất toàn bộ đài án từ từ hạ xuống cho đến khi biến mất hoàn toàn vào sàn nhà cuối cùng hai bên sàn nhà khép lại bịt kín hoàn toàn không còn một kẽ hở ninh chuyết dừng tại chỗ quan sát xung quanh một lượt cảnh giác chờ đợi nhưng xung quanh hắn vẫn im ắng không có động tĩnh gì vậy là xong ninh chuốt ngạc nhiên tại một căn phòng khác trong truyền cơ bí cáp tô linh đồng gào thét chạy bán sống bán chết phía sau y một con đạp diện tích cấp trúc cơ đuổi theo không bỏ như một con bò mộng hung hãn không gian hạn chế tô linh đồng bị ép phải chạy tán loạn thi thoảng phải leo tường treo cột hai chân của y như gắn lỏ xo chạy không ngừng nghỉ Đạp diễm tích đột nhiên há miệng vun ra một chuỗi lửa Ngọn lửa bén vào mông của Tô Linh Đồng Thiêu dội quần đi Tô Linh Đồng vừa chạy vừa lấy tay che mông Liên tục vỗ về chỗ bị bỏng Tại một căn phòng khác Ninh tiểu phạm bị 10 cây trường thương xuyên thủng người Ghim chặt vào tường Sóc mặt của ông ta dữ tơn Cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội Rút từng cây trường thương ra Vì không thể sử dụng túi chữ vật lấy đan dược Ninh tiểu phạm đành phải vận dụng Băng pháp của Ninh ra Tự mình đóng băng cơ thể tranh thủ thời gian chữa thương còn ninh tuyết thì thận trọng di chuyển tới căn phòng số 2. căn phòng này có bố trí giống hệt căn phòng trước đó cũng có một cái đài án cột sáng chiếu xuống lộ rõ đạo cụ cơ quan ở trên đài ninh tuyết cảnh giác tiến lại cầm lấy cơ quan đạo cụ phát hiện đó là một chiếc hóa huyết trì cơ quan bộ kiện này có thể đem sinh vật có huyết sinh mạnh hóa giải vô số huyết dịch phối hợp với huyết bình dầu tới dùng có thể làm cho cơ quan nhân ngẫu Lấy chiến dưỡng chiến Tiếc là kim huyết chiến viên đại thắng của ta Được thiết kế quá tinh xảo Bên trong không còn chỗ trống Để lắp đặt bộ phận hóa huyết trì khổng lồ như vậy Hiện tại kim huyết chiến viên đại thắng Vẫn đang ở trong tay Tô Linh Đồng Ninh Chuyết muốn thu hồi nó Thì trước tiên phải tìm được Tô Linh Đồng Ai Hy vọng có thể sớm gặp được Tô Lão Đại vì không thể sử dụng được túi chữ vật ninh chuyết đành phải ôm theo chiếc khóa huyết trì khổng lồ công canh rời đi xung quanh thậm chí trên trần nhà và dưới sàn nhà đều có cửa ra vào ninh chuyết tùy ý chọn một cánh cửa để cửa bước vào trong căn phòng của thư trung quân chỉ có một cánh cửa cánh cửa rất lớn trên cửa có rất nhiều khối gỗ được ghép lại với nhau cố định ở khung cửa thư trung quân một tay nắm lấy tay cầm gã cần phải tiêu hào pháp lực và tinh thần để di chuyển các khối gỗ sắp xếp các ký tự trên mỗi khối gỗ theo đúng thứ tự cuối cùng tạo thành một phần nội dung của ma nhiễm huyết cân công nhưng vấn đề là ta căn bản không biết ma nhiễm huyết cân công là cái quái gì thư trung quân gào thét trong lòng bây giờ gã vô cùng hối hận tại sao lúc trước khi các kim đan tranh đoạt ma công ở hòa thị tiến thành gã lại không tham gia vào cho dù đó chỉ là một phần kinh nghiệm giả lập nhưng cũng có một số kiến thức thực tế Giá như trong vòng thi thứ hai có người bán cho ta một chút nội dung của ma kinh thì tốt rồi. Ít nhất ta cũng có thể suy đoán ra được. Cô không tới nỗi bị kẹt hiện tại ở đây. Đây là căn phòng thứ hai mà thư trung quân bước vào. Cánh cửa lớn chắn ngang ở lối đi của gã. Sau một hồi cố gắng, thư trung quân mặt mày tái nhợt, quyết định từ bỏ. Thực lực của ta bị áp chế ở luyện khí kỳ. Không chỉ pháp lực mà ngay cả tổng lượng tinh thần và khả năng hồi phục cũng bị giới hạn ở mức luyện khí. Không thể lãng phí quá nhiều ở đây Ta phải đề phòng những người khác tiến vào căn phòng này Và giao chiến với ta Trước khi rời đi Thư trung quân nhìn thoáng qua cánh cửa lớn Một cách tiếc nuối Trực giấc mách bảo với gã rằng Căn phòng phía sau cánh cửa kia chắc chắn có thứ gì đó rất tốt Đáng tiếc Ta không phải là đệ tử thí luyện Vòng thi thứ nhất và thứ hai của thi đình Có thể thấy Tam tông thượng nhân đối xử rất tốt Với những đệ tử do mình bồi dưỡng Căn phòng này có hai lối ra một là cánh cửa lớn Hai là cánh cửa nhỏ Cửa nhỏ là con đường mà thư trung quân đi vào Gã thở dài mở cửa nhỏ Trở lại căn phòng đầu tiên mà gã đã đi Lần này gã chọn một cánh cửa nhỏ khác để rời đi Trong lòng gã vẫn không cam tâm Âm thầm ghi nhớ con đường đã đi qua Ninh Chuyết vừa mới rời khỏi căn phòng số 3 Từ căn phòng này Gã đã thu hoạch được một ít đàn dược Có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực Vừa đẩy cửa bước vào căn phòng thứ tư Cả căn phòng bỗng nhiên rung chuyển biên độ dung chuyển không lớn nhưng lại phát ra tiếng cơ quan hoạt động vang vọng khắp căn phòng tiếng cơ quan kéo dài mười mấy nhịp thở rồi dừng trong khoảng thời gian đó căn phòng rung lắc không ngừng cho đến khi tiếng cơ quan biến mất căn phòng mới trở lại bình thường bỗng một con rối công phu cấp độ luyện khí triển khai tư thế đối mặt với ninh chuyết cuối cùng cũng có chút khác biệt hai mắt của ninh chuyết sáng lên bước về phía trước một ngẫu công phu lao về phía hắn ninh tuyết tự biết mình không địch lại lập tức lùi sử dụng pháp thuật tấn công từ xa nhân ngẫu công phu dần dần bị dây leo chó chặt mà nhiễm huyết gần ninh tuyết tiến tới trước mặt con rối dùng chính tinh huyết của mình để thi triển mà nhiễm huyết cân công cực ép khống chế con rối trước khi lấy lại kim huyết chiến viên đại thắng cứ dùng tạo cái này vậy ninh tuyết rời khỏi căn phòng thứ tư tại sau lưng của hắn Mộc ngẫu công phu mà nhiễm Nhắm mắt đi theo đuôi Lần này hắn quyết định trở lại con đường cũ Tuy nhiên khi để cánh cửa nhỏ mà hắn đã đi qua Hắn lại bước vào một căn phòng xa lạ Điều này chứng minh cho suy đoán của hắn Trong thông tin có nói Cứ mỗi 36 căn phòng được thám hiểm Chuyển cơ bi các sẽ tiến hành tiểu chuyển cơ Mà cứ mỗi 108 căn phòng được thám hiểm Sẽ tiến hành đại chuyển cơ Đây chính là tiểu chuyển cơ Sáu trộn kết cấu của chuyển cơ bi các Khiến ký ức về tuyến đường trước đó trở nên vô dụng Ta đã thám hiểm đến căn phòng thứ tư Tổng cộng có 13 tù sĩ tham gia phòng thi thứ hai Có gây thám hiểm ít hơn ta Vì vậy khi tổng số căn phòng mà tất cả mọi người thám hiểm đạt tới 36 Cơ chế được kích hoạt Tiến hành tiêu truyền cơ Tiêu truyền cơ là vậy Đại truyền cơ sẽ như thế nào Ninh truyệt vật óc suy nghĩ Hân cần thêm thời gian để tìm hiểu Và sự thật thấu hiểu quy tắc của vòng thi thứ ba. Lòng An Hỏa Linh đang theo dõi truyền cơ bí các một cách chăm chú. Đây là một công trình kiến trúc cơ quan có kết cấu tinh xảo, là tuyến phòng thủ cuối cùng của chính điện dung nham tiên cung. Tam Tông thượng nhân đã lợi dụng công năng đặc biệt của công trình kiến trúc này để thiết lập các cửa ải thi luyện. Mà những cửa ải thi luyện đó cũng chỉ là lợi dụng một phần nhỏ uy lực của bí các này mà thôi. Long An Hỏa Linh là khán giả duy nhất, nó có thể nhìn bao quát toàn bộ. Sau khi tiểu truyền cơ đầu tiên được kích hoạt, nó lập tức tổng kết tình hình của mỗi thí sinh Có người thuận lợi Có người gặp khó khăn Có người vắt óc suy nghĩ Có người vẫn đang bị truy đuổi Người có thu hoạch nhiều nhất là mông trùng và ninh truyết Hai người này đều có thu hoạch trong mỗi căn phòng Hiện tại số lượng cơ quan tạo vật mà họ tích lũy Đều khó phần cao thấp Luôn giữ hai vị trí dẫn đầu Vị trí thứ nhất và thứ hai Chỉ có mông trùng và ninh truyết Sắp mặt của Long An hỏa Linh trở nên nghiêm trọng Tuyến đường được chọn trong truyền cơ bi các thực chất là đang kiểm tra khí vận của mỗi thí sinh khí vận càng thịnh con đường mà thí sinh lựa chọn càng thuận lợi càng dễ dàng thu được lợi ích ngược lại cũng vậy ông trùng là kỳ tài trời sinh khí vận cường thịnh chẳng lẽ nình thuyết cũng vậy hắn chưa từng kiểm tra ra thiên tư chẳng lẽ cũng là kỳ tài long an hỏa linh không khỏi suy đoán như vậy nhưng điều đó là không thể nào nếu hắn là kỳ tài tại sao lại sống 16 năm ở hòa thị tiên thành trong uất ức và tăm tối như vậy đây tuyệt đối không phải là biểu hiện của một khí vận cường thịnh. Chương 303: Đào thải. Lần tiểu truyền cơ thứ nhất, lần tiểu truyền cơ thứ hai. Các thí sinh dần dần mò mẫm ra cơ chế của vòng thi, dần dần cũng hiểu thêm về truyền cơ bí các. Chu Huyền Tích vừa nhanh nhẹn né tránh các cạm bẫy cơ quan, vừa âm thầm suy nghĩ theo những quy tắc của thi đình Cách thức giành chiến thắng là tìm ra con đường chính xác, thoát khỏi mê cung cơ quan, tiến vào chính điện rồi ngồi lên vương tọa. Nhưng trên thực tế Số lượng căn phòng cơ quan rất nhiều Cứ mỗi khi tất cả mọi người thám hiểm được 36 phòng Sẽ lại xấu trộn trình tự một lần Con đường đã vượt qua trước đó Sẽ hoàn toàn bị thay đổi Mọi thứ phải bắt đầu lại từ đâu Vì vậy Một mặt ta phải vượt qua các cửa ải với tốc độ nhanh nhất Người khác vượt qua 3 phòng Ta phải vượt qua được 6 phòng Như vậy mới chứng minh khả năng tìm ra con đường chính xác của ta cao hơn hẳn Mặt khác Ta chỉ có thể loại bỏ những người khác Tình huống lý tưởng nhất là chỉ có lại mình ta 36 cơ hội thám hiểm Đều tập trung vào một mình ta Nghĩ tới đây Trong lòng chú huyền tích chợt lóe lên một tia sáng Ông ta rút ra một kết luận Điều này chính tỏ rằng Trong 36 lần thám hiểm Nhất định tồn tại một con đường có thể giúp ta giải thoát coi truyền cơ bí các Tiến vào chính điện Những thí sinh lọt vào vòng thi thứ ba Đều là những người thông minh, nhạy bén Rất nhiều người cũng giống như chú huyền tích Đều nhận ra được bản chất của vòng thi này Thoạt nhìn đây là một cuộc Tìm kiếm con đường chính xác Dựa vào phần lớn may mắn Nhưng trên thực tế phải loại bỏ những người khác Để giành lấy nhiều cơ hội thám hiểm hơn cho bản thân Mới có khả năng thoát khỏi chuyển cơ bi các Về trong một căn phòng bi các Một trận chiến vừa mới kết thúc Thư trong quân chắp tay sau lưng Đứng giữa chiến trường Xung quanh gã là những cơ quan tạo vật Có cái bị đập nát, có cái bị bẻ gãy cũng có cái bị phong ngấn bất động là tinh anh của toàn thư lâu thư trung quân am hiểu kinh thư thủ đoạn toàn diện phức tạp đứng đầu trong số các thí sinh chiến đấu tuy đã giành chiến thắng nhưng trên mặt của gã không hề có chút vui mừng nào tình hình bất lợi cho ta rồi trong bảng xếp hạng trước đó ta luôn ở vị trí thứ hai điều này khiến những người khác quá coi trọng xem ta như một đe dọa lớn bắt đầu thư trung quân luôn hiện rõ trên bảng xếp hạng thi đấu bao gồm cả ta Tổng cộng 13 người Thực chất lại không phải 13 phe phái Mà chỉ có 4 phe Liên minh tu chân do Chu hiển Tích dẫn đầu Là thế lực lớn Tiếp theo là phù thành chủ mông gia và bất công môn Trận doanh cuối cùng là ta Tông Phúc Lợi Kim đàn chân truyền của tử tiêu các Chúng ta tương đối phần tán Những người khác gặp nhau chưa chắc đã giao chiến Mà rất có thể sẽ liên thủ với nhau Vì chung một phe phái Nói cách khác Thư trồng quân rất có thể sẽ phải đối mặt với hai Thậm chí là nhiều đối thủ cùng một lúc Điều phiền phức hơn là tu vi của tất cả mọi người Đều bị áp chế ở luyện khí Điều này khiến Thư Trung Quân khó có thể lấy được một địch nhiều Thư Trung Quân nhanh chóng dọn dẹp chiến trường tháo dỡ tất cả các bộ phận còn sử dụng được của cơ quan nhân ngẫu Gã không có thủ đoạn mà nhiễm huyết cân công như Ninh Chuyết Không thể trực tiếp khống chế cơ quan nhân ngẫu Căn phòng thứ hai mà ta thám hiểm trước đó Là nơi chuyên dụng để nắp giáp cơ quan vẫn còn rất nhiều dụng cụ cơ quan ở đó Quay lại đó lợi dụng những thứ này Lắp ráp một con dấu cơ quan hộ vệ Thư trùng quân quyết định quay trở lại con đường cũ Gã không thể sử dụng túi chữ vật Nhưng có thể thi triển pháp thuật chữ đồ tạm thời Sau khi thi triển Hai tay của gã trống trần Tay cơ nhỏ bước ra ngoài Nhưng ngay sau đó gã sững người Chu huyền thích Thư trùng quân thầm kêu không ổn Nhìn vào người vừa mới bước vào phòng Chu huyền thích cũng lập tức nhận ra gã cả hai đều nâng cao cảnh giác không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng chu đại nhân từ vòng thi thứ ba đến giờ người là đạo hữu đầu tiên mà ta gặp được đấy thư trung quân mỉm cười vừa cảnh giác quan sát xung quanh vừa cố gắng xóa dịu bầu không khí điều khiến gã an tâm phần nào là gã không nhìn thấy bất kỳ ai khác trong phòng này chỉ có gã và chú huyền thích tình huống này cũng không tệ lắm chu huyền thích cũng mỉm cười với thư trung quân sau đó nói vài câu xã giao Thư Trung Quân lên cáo từ Chu Huyền Tích do dự một chút Cuối cùng vẫn không ra tay Mặc cho Thư Trung Quân rời đi Vòng thi thứ hai có thể thấy Thư Trung Quân có thực lực rất mạnh Thủ đoạn cao siêu Thuộc tiếp người toàn diện Đây cũng được xem là một đặc điểm của toàn thư lâu Vì tiếp xúc với quá nhiều sách vở Các tù sĩ của toàn thư lâu Đa phần đều rất toàn diện Không có nhược điểm rõ ràng Đáng tiếc Nếu có thể gặp được người một nhà Cùng nhau tiến thoái thì tốt gặp phải thư Trung Quân, cái độc hành này, đáng lẽ phải ra tay loại bỏ mối đe dọa lớn này mới càng sớm càng tốt. Trong lòng Chu Huyền Tích của Chu Tiệt núi, một mình giao chiến với Thư Trung Quân, thắng bại khó đoán, tình thế chưa rõ. Nếu có thể phát huy toàn bộ thực lực Kim Đan, gã nhất định sẽ ra tay. Nhưng không còn cách nào khác, truyền cơ bi các đã áp chế thực lực của ông ta xuống luyện khí. Điều này khiến Chu Huyền Tích trở nên cực kỳ thận trọng, không dám manh động vẫn phải nhanh chóng hội họp cùng với những người khác. chu huyền tích bước tiếp tiếp tục thám hiểm. một nơi khác, tôi linh đồng nhớ mày. tiền cung quả nhân lợi hại ngay cả hôn ước của ta cũng có thể ngăn chặn. trước khi vòng thi thứ ba bắt đầu, tôi linh đồng đã nhận được thông tin do ninh Chuyết cung cấp, hiểu rõ nội dung của vòng thi. y đã nói cho dương thiền ngọc hai người bàn bạc có thể lợi dụng hôn nước của hai người để cảm ứng và nhanh chóng hội họp. nhưng thực tế chứng minh Tô linh đồng đã thất bại. Lại là một nơi khác Hay thiếu chủ giúp cuộc đang ở đâu Nhất định không thể để hắn gặp phải những người khác trước Tu sĩ kim đàn của mông ra bước nhanh lo lắng Trịnh song cầu cũng đang vội vã tìm kiếm Ông ta phải nhanh chóng hội hợp với trịnh đan liêm Còn trịnh đan liêm thì đang xé xác một con yêu thú xích diễm canh giữ cửa ải Hai mắt đỏ ngọc Cảm xúc tiêu cực không ngừng tích tụ trong lòng ông ta Miệng lầm bầm Tại sao? Tại sao lại cấm ta sử dụng dạ vũ ma binh? không thể chạm vào liêm đao cơ quan khiến ông ta cảm thấy trống rỗng dằn vặt trịnh đàn liêm không có ý định hồi hợp với ai cả ông ta chỉ muốn cầm liêm đao cơ quan trong tay kê cận nó mọi lúc mọi nơi ninh chuyết thông thả bước đi tình hình hiện tại rất có lợi cho ta số lượng mộc ngẫu bị Mà nhiễm huyết cân công của hắn tăng lên tới con số năm đồng thời còn một chiếc dương bay lơ lửng trên không trung bám theo hắn đó là một cơ quan tạo vật mà ninh chuyết đã nhận được tiểu phi dương thứ mà hắn rất quen thuộc Bên trong bộ phận cơ quan chữ vật này Chứa rất nhiều bộ phận cơ quan Mà Ninh Chuyết đã tích chữ được Ninh Chuyết không có pháp ghi chữ vật nào Trong tình huống không thể nào mang theo bất cứ thứ gì Sự xuất hiện của Tiểu Phi Dương Đã giải quyết được vấn đề nan giải của hắn Tình hình hiện tại đối với hắn quả thật rất có lợi Hoặc có thể nói là có lợi nhất cũng không hoàng Khác với những người khác về tìm kiếm đồng minh Trong số những người còn lại Ninh Chuyết có thể liên thủ với rất nhiều người bao gồm cả chu Huỳnh tích ninh tiểu phạm dương thiền ngọc tô linh đồng thậm chí nếu mở rộng phạm vi một chút còn có thể kể đến cả trịnh song câu trịnh đan liêm chu lộng ảnh tổng cộng chỉ có 13 ba tu sĩ tham gia vòng thi thứ ba nên chuyết có thể liên thủ với ít nhất 7 người trong số đó trên thực tế ta đã từng gặp mặt thư trung quân một lần hơn nữa còn nhận được thư tiến cử của phí tư ta cũng từng giao dịch với tống phúc lợi chỉ là không quen biết chân truyền của kim đan từ tiêu các mà thôi Nhìn chung Mối quan hệ giữa Ninh Chuyết và những thí sinh khác đều không tệ Hơn nữa trong vòng thi thứ hai Ninh Chuyết cũng đã thể hiện thực lực của mình Không đến mức bị xem là quả hồng mềm Mặc dù mọi người đều bị áp chế ở tu vi luyện khí Tuy nhiên Vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng kim đan lão tổ của trịnh gia và chu gia Ninh Chuyết không quên suy đoán trước đó của mình Mặc dù đã kết mình ước nhưng thứ này cũng có cách để phá giải khả năng liên minh giữa hai nhà này Và phù thành chủ vẫn tồn tại Ninh Chuyết chưa bao giờ quên điều đó Tiếng cơ quan lại vang lên Căn phòng bí các bắt đầu rung chuyển nhẹ Tất cả thí sinh đều trở nên nghiêm túc Thận trọng Bởi vì lần này là đại truyền cơ đầu tiên Tiểu truyền cơ là gì Mọi người đều đã rõ Vậy đại truyền cơ là gì Mông trùng đề cửa bước vào Ngay sau đó Gã chạm mặt chu lộng ảnh còn người của chu lộng ảnh hơi co lại Mặt không biểu cảm gật đầu Là mông trùng ngươi à Đi thôi Chúng ta vừa mới thỏa thuận xong Tạm thời ta sẽ không gây khó dễ cho người Hiện tại trên bảng xếp hạng vẫn chưa có ai bị loại Trước tiên Nên loại bỏ những kẻ ngoại lai như thư trung quân Bất công bồn Đó mới là sách lược đúng đắn nhất Nếu gặp phải tu sĩ kim đan của mông già Người cũng nói như vậy với hắn Được chứ Mông trùng siết chặt nắm tay trên nắm tay lóe lên một tia điện nhỏ không được gã dứt khoát từ chối mông trùng nhìn chằm chằm chú lộng ảnh Trên mặt tràn đầy chiến ý chúng ta đều đang ở cấp độ luyện khí chú tiền bối cơ hội thế này thật hiếm có vạn bối rất muốn được lĩnh giáo cao chiều của tiền bối sắc mặt của chú lộng ảnh tối rầm. tiểu tử người rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt hai mắt của mông trùng sáng lên nếu ta nhớ không lầm chu tiền bối hình như không có tiền từ ngay sau đó Bông trùng lao về phía chu lộng ảnh nhanh như tia chớp bộc phát cuồng buôn đột lôi gã gan dạ sáng suốt khi thế ngút trời chủ động khiêu chiến kể từ khi vòng thi thứ ba bắt đầu đây là lần giao chiến đầu tiên giữa các tu sĩ trước đó mặc dù có những tu sĩ chạm mặt nhau nhưng cũng giống như chu huyền tích và thư trung quân đều kiềm chế lẫn nhau hết sức thận trọng không ai dám manh động dưới sự gia trì của cuồng bôn đột lôi Khoảng cách giữa mông trùng và chu lộng ảnh Càng ngày càng rút ngắn Mông trùng kinh ngạc và nghi ngờ Chu lộng ảnh chắp tay sau lưng Cười lạnh Để ta dạy cho người biết Sau lần truyền cơ thứ hai Ta đã ở lại căn phòng này Không đi đâu cả Ta đã sớm bố trí pháp trận ở đây Là để đề phòng đại truyền cơ Mông trùng Ta tha cho ngươi một mạng Ngươi không biết điều thì đừng trách ta Chu lộng ảnh nói xong Thì điểm nhẹ một ngón tay Trận pháp gầm lên Bông trùng bị chó chặt như côn trùng bị nhốt ở trong hồ phách không thể nhúc nhích ngay sau đó uy lực khủng khiếp của trận pháp ập xuống chưa cần trúng chiều mông trùng chắc chắn sẽ bị loại nhưng ngay lúc đó mông trùng dồn pháp lực vào một tấm lệnh bài trên ngực lệnh bài bay ra chặn đứng uy lực của pháp trận lệnh bài có hai chữ to miễn chiến bộ phận cơ quan miễn chiến bài dưới tác dụng của miễn chiến bài thân lành của mông trùng dần dần biến mất gã bị truyền tống đi chu lộng ảnh hừ lạnh sắc mặt khó coi lại còn có loại cơ quan này sao ta chưa từng thấy quá thân thể của bông trùng lóe lên xuất hiện trong căn phòng mà gã đã ở trước đó khôn kiếp lãng phí mất một tấm miễn chiến bài duy nhất của ta chu lộng ảnh khác với những thí sinh khác bông trùng tràn đầy tức giận lại một lần nữa lựa chọn cánh cửa đó bước vào đối mặt với chu lộng ảnh người còn dám đến chu lộng ảnh cũng tức giận Ông ta cảm thấy bị xem thường Ta muốn xem ngươi còn có bao nhiêu tấm miễn chiến lệnh Mông trùng nhếch miệng cười Hết rồi Chỉ có một tấm thôi Nhưng ta còn có thứ khác Nói xong Gã há miệng Phun ra một đống lớn cơ quan đạo cụ Sắc mặt của chú lộc ảnh sát sầm Số lượng cơ quan đạo cụ mà mông trùng lấy ra có phần hơi nhiều Thì ra đại truyền cơ là tăng mạnh khả năng chạm mặt lẫn nhau Thư Trung Quân ngầm hiểu Các mỉm cười nhìn tống phúc lợi trước mặt Tống Huỳnh Thật may mắn khi gặp được người Tống Phúc Lợi liên tục gật đầu Đúng thế trận doanh của chúng ta là yếu nhất Không nên đánh nhau Nên liên thủ mới phải Trên cơ bản các tu sĩ tham gia vòng thi này Đều không gấp Điều mà Thư Trung Quân nghĩ đến Tống Phúc Lợi cũng nghĩ tới Hai tu sĩ ngoại lai này không giao chiến Mà lựa chọn liên thủ Ngược lại Mông Trùng và Chu Lộng Ảnh Hai người đến từ Hòa Thị Tiên Thành Lại đánh nhau tóe lửa Cùng lúc đó trên đỉnh hòa thị sơn nơi mây mù bao phủ một người nam tử cao lớn vạm vỡ nhanh chóng đi tới trước mặt của mông vị tộc Huỳnh đã lâu không gặp mông vị mỉm cười mông hổ người đến thật đúng lúc mông hổ một trong tứ đại nguyên anh của mông gia đã lặng lẽ đến đây sau một chén trà điện quang bao phủ toàn bộ truyền cờ bi các chu lộc ảnh cúi đầu nhìn vết thương to lớn trên ngực mình với vẻ không dám tin sau đó ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn mông trùng người đang đứng đối diện toàn thân đầy máu cười ngây ngô ta vậy mà lại thua chu lộc ảnh lầm bầm mông trùng chống tay vào hông mặc kệ vết thương đang chảy máu ngờ mặt lên trời cười to vô cùng thoải mái thông tin nhanh chóng được truyền đi Khiến tất cả mọi người chấn động mông trùng giao chiến với chu lộc ảnh chu lộc ảnh bị loại hết chương 303 trăm đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành xin hẹn gặp lại